tỏ tình với gái. Xưa kia, ở một vùng vịnh biển nọ, có một làng chài sinh sống. Nơi đây có mùa đông dài khắc nghiệt khủng khiếp, khi nhà nhà phải kín cửa cao tường để chống lạnh. Để chuẩn bị cho mùa đông dài, dân làng phải chuẩn bị đầy đủ lương thực dự trữ. Họ đánh bắt cá, làm đồ khô trước khi mùa đông đến để có thể đủ lương thực trữ ăn cho mùa đông lạnh giá. Trong làng có cậu thanh niên tên Ben hiền lành lại chăm chỉ, đánh bắt được rất nhiều cá và thường chia cho những người trung tuổi, già cả, không có sức khỏe để ra khơi đánh bắt. Bởi vậy, ai ai trong làng cũng yêu mến chàng trai tốt bụng ấy. Cảm ơn cậu Ben nhiều lắm, cậu thật là tốt bụng. Ai mà được rể là cậu Ben thì đúng là phước đức ba đời. Dạ, cháu còn trẻ, có sức đi xa, giúp được thêm ai cái gì thì giúp, không có gì đâu các bác ạ. Mọi người có gì cần giúp cứ gọi cháu sẽ tới ngay ạ. Tôi mà có con gái hen nhất định sẽ gả cho cậu Ben đây á. Đúng vậy, cậu Ben vừa khỏe mạnh, vừa nhân hậu thế mà. Giá như tôi có đứa con trai tốt tính như cậu, có phải hay không chứ? Cháu chỉ mong là khi mùa đông đến, nhà nào cũng có đủ cá để ăn, không phải chịu cảnh thiếu thốn nữa ạ. Đợt đánh bắt cá tới, cháu sẽ cố gắng kiếm thật nhiều để đủ chia cho mọi người. Rõ là lắm chuyện, không có cách nào nhổ được cái gai này đi. Chứ cứ để nó ở đây, cả làng ai ai cũng khen ngợi nó hết. Làm được có tí chuyện mà cũng ra vẻ ta đây. Đúng thế, còn hắn ở đây thì các đạt có giá nhất trong làng, chẳng bao giờ đến lượt anh em mình. Chúng ta phải nghĩ cách để hắn biến khỏi nơi đây thôi. Có thế mọi người mới yêu quý mình. Thường trong năm, vào dạo gần cuối mùa thu, trai tráng trong làng sẽ cùng hợp tác trong chuyến ra khơi cuối cùng để đánh bắt nhiều cá nhất có thể, dự trữ trước kỳ trú đông dài. Năm nay cũng vậy, Ben cùng với một vài thanh niên trong làng lên chiếc thuyền chông chênh. Anh không thể ngờ rằng một âm mưu thâm độc đang nung nấu trong đầu mấy thanh niên xấu tính đó. Lần này được chung thuyền với anh em cừ nhất làng, có gì nhờ anh chỉ bảo cho. Anh quá lời rồi, quăng lưới đánh cá thì cả làng chúng ta cùng thạo như nhau mà. Chúng ta sẽ cùng đoàn kết để lần ra khơi lần này đánh bắt được nhiều thật nhiều cá nha. Nhất định rồi, chúng ta sẽ cùng cố gắng nha. Vậy là Ben cùng đám thanh niên trong làng ra khơi đánh cá. Họ miệt mài quăng lưới, rồi cứ thế kéo lên những mẻ lưới thật đầy cá. Sau khi đánh được một mẻ cá đầy, nặng trĩu, đám thanh niên trong làng đã quyết định dựng căn lều nhỏ tại một đảo hoang để nghỉ chân. Họ dừng lại ở bãi cá dồi dào nhất, dựng những túp lều tạm trú lại để cố gắng thả thêm thật nhiều mẻ lưới đầy trước khi mùa thu thực sự kết thúc. Khi không khí lạnh chớm đến, bầu trời trở nên tối hơn, khung cảnh u ám, gió thổi mạnh. Ben cùng mọi người tấp nập gói ghém đồ đạc để chuẩn bị lên thuyền rời khỏi đảo. Khi tất cả mọi người liền giáo giác chuẩn bị quay về làng để kịp trú đông, bỗng cây tô nảy ra một ý định khác. Hay là anh em ta đi chuyến cuối, rồi sẽ về đất liền nha. Ở lại dọn dẹp một chút, xem có còn ai quên đồ đạc gì không. Nhất trí, chúng ta lên thuyền chuẩn bị ra khơi thôi. Dù sao trời cũng không thể mưa bão được đâu. Chúng ta đi thêm một chuyến để kiếm thêm chút cá nữa cho mọi người cũng tốt mà. Khi đám trai tráng trong làng đã dông thuyền chuẩn bị đi, Kato cũng đang chuẩn bị nhổ neo tàu. Bỗng Kato giật mình nhớ ra. Trời ơi, tôi quên con dao sắc nhất tốt nhất trong lều mất rồi. Tôi không thể bỏ lại nó được. Cậu chạy lại lấy cho tôi trong lúc tôi nhổ neo và chuẩn bị bánh lái được không? Được chứ. Cậu chuẩn bị đi, tôi sẽ quay lại ngay với con dao của cậu. Chờ tôi một chút nha. Tuy nhiên, khi Ben vừa chạy lại căn lều và thấy được con dao nhỏ xíu được găm ở cửa, thì cũng là lúc anh nhìn thấy Kato độc ác đã lái thuyền đi xa mất. Sao lại vậy? Kato! Kato, dừng lại! Kato, đợi tôi với chứ! Cậu mau quay lại đi! Tại sao cậu lại bỏ tôi ở đây chứ? Quay lại đi! Khi Ben nhận ra thì anh đã chính thức bị bỏ lại tại hoang đảo lạnh lẽo. Và chỉ nay mai thôi, mùa đông khủng khiếp sẽ ập đến. Nghĩ đến đó, Ben giật mình hoảng hốt. Con dao cậu ta vô tình hay cố ý bỏ lại này chính là thứ duy nhất mình có giữa hòn đảo hoang này. Và mùa đông sắp ập đến rồi, người ta sẽ chỉ dông thuyền trở lại đại dương khi xuân sang.
Chẳng lẽ mình phải ở đây đến tận lúc đó sao? Oán giận giờ cũng vô ích thôi. Mình phải bình tĩnh lại, phải nghĩ cách để sống sót và chờ đến khi có con thuyền nào ngang qua đây. Lúc đó mình mới có cơ hội quay trở về được. Bờ bên này đảo đúng là đỡ trống trải hơn. Có cây cối thì hẳn là có động vật sinh sống. Mình sẽ phải tự tìm cách sống sót ở đây thôi. Con dao này tuy nhỏ, nhưng có nó mình sẽ làm được một cái cung tên để săn bắn chim chóc lấy cái ăn, rồi dựng một cái liều mới, kiếm thật nhiều củi sưởi ấm nữa. Nếu không mình sẽ bị lạnh cống mà chết mất thôi. Cứ như vậy, Ben vượt qua những ngày đầu đông mà cái rét đã như cắt da cắt thịt, rồi những ngày tuyết rơi nặng hạt, thời tiết mỗi lúc càng khắc nghiệt hơn. Anh vẫn một mình để cố gắng vượt qua tất cả. Hình như sắp có bão tuyết hay sao? Trời ơi, lạnh quá. Phải nhóm thêm nhiều củi nữa mới được. Bất chợt, một cơn bão tuyết bỗng nổi lên. Một cơn gió xoáy mạnh làm bật tung lều cỏ của Ben. Đống lửa của anh cũng vì thế mà tắt rụi. Lạnh quá. Nếu không nhóm được lửa lên, mình sẽ chết mất. Ôi, lạnh quá. Phải làm sao bây giờ? Chợt một luồng ánh sáng từ phía bờ biển hắt vào khiến Ben chói mắt. Để rồi khi kịp định thần lại, anh bỗng ngạc nhiên hét lên đầy kinh ngạc, bởi trước mắt anh là một con thuyền đang từ xa tiến đến. Trời ơi, mình không nhìn nhầm chứ? Kia chẳng phải một con thuyền hay sao? Nhưng sao nó lại sáng rực bất thường thế kia? Phải chăng nó là một chiếc thuyền ma thuật ư? Lạ kỳ, con thuyền sáng rực tiến vào bờ, mang theo rất nhiều thần tiên ghé thăm hòn đảo lúc này đã phủ trắng bởi tuyết trước sự sửng sốt của Ben. Các vị thần tiên từ trên thuyền bước xuống, ai nấy đều ăn mặc lộng lẫy, xinh đẹp và đầy quyến rũ. Họ bày ra một yến tiệc linh đình, cùng nhau thưởng thức rượu và đồ ăn với vẻ mãn nguyện. Mùa đông năm nay, tôi thấy hòn đảo này còn đẹp hơn nhiều mọi năm. Đúng vậy, không khí này thật là dễ chịu. Tiếc là chỉ đến mùa đông chúng ta mới có thể đến đây. Giá như ngày nào cũng được đến đây có phải hay không? Nào mọi người, hôm nay chúng ta hãy thử say rượu xem sao. Cái cảm giác say mà người hạ giới thường thích thú đó. Nhất trí, say rồi ngủ một giấc trước khi trở về nha. Những người kia kỳ lạ quá, mình chưa từng gặp trên đời. Lẽ nào họ không thấy lạnh hay sao mà cứ ăn uống nói chuyện vui vẻ chứ? Mình có nên ra chào hỏi không ta? Thôi, cứ quan sát thêm xem sao. Nhỡ ra họ là người xấu thì... Tuyết vẫn phủ xuống trắng xóa. Ben vẫn đứng sau góc lều chăm chú trông ra nơi các nàng tiên vẫn còn say sưa chúc rượu nhau. Riêng tiên nữ Lani thì đã say sưa, nàng ngủ gục trên bàn tiệc. Ben vẫn đứng sau góc lều chăm chú nhìn ra. Chợt một cơn lốc mạnh cuốn tung mảnh lều anh đang trốn. Một cành gỗ đổ vào lưng của Ben, làm anh giật mình hét lên một tiếng. Hả? Hình như có tiếng hét nào đó mới vang lên. Phải chăng có người lạ nào khác trên đảo ngoài chúng ta sao? Hả? Hình như có người thật kìa. Khẩn trương lên thuyền ngay, chúng ta không thể bị lộ tung tích bây giờ được. Nhanh như một cơn gió, con thuyền kỳ lạ mang theo những vị tiên mất hút hoàn toàn. Nhưng trong lúc vội vã, họ đã bỏ sót một thứ. Nàng tiên trẻ nhất còn ngủ quên dưới bàn tiệc. May quá, họ đã đi cả rồi, còn để lại bàn tiệc này. Đã lâu lắm rồi mình mới được ăn trái cây tươi ngon. Ben lại gần bàn tiệc và nhón lấy những quả mà anh đã lâu lắm rồi mới được thưởng thức. Bỗng anh vấp phải nàng tiên Lani, lúc này vẫn đang ngủ quên, làm nàng chợt tỉnh giấc. Hả? Anh là ai? Sao anh lại ở đây? Chúng tôi đang dùng tiệc mà. Tôi sống ở làng chài cách đây nhiều hải lý, bị lạc trên đảo hoang này. Không ngờ hôm nay có các vị ghé thăm. Các vị là... Chúng tôi là thần tiên trên núi Kala. Nhưng các chị của tôi đâu rồi? Họ đã lên thuyền rời khỏi đây được một lúc rồi. Có lẽ nàng ngủ say nên không biết. Cái gì? Sao họ lại có thể bỏ lại tôi được chứ? Nếu không có thuyền mây đến đón thì tôi không thể trở về nhà được nữa. Trời ơi, tôi biết phải làm sao bây giờ. Giờ đây tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa. Nàng đừng lo lắng gì hết.
Nếu nàng không chê, hãy theo ta. Thoát khỏi đảo này sao? Mặc dù tôi không thể quay về nơi tôi sinh sống, nhưng tôi vẫn còn lại một chút phép tiên. Nó có thể giúp chúng ta quay trở lại làng mạc của chàng nếu chàng muốn. Thật vậy ư? Vậy thì mừng quá đi. Nếu vậy, nàng hãy đưa ta về. Chúng ta sẽ trở về nơi ta sống. Ta hứa sẽ yêu thương và chăm sóc nàng suốt đời này. Trở về làng với những vật báo còn lại khi từng là tiên nữ, vợ chồng Ben đã xây dựng một căn nhà khang trang, của cải vật chất không thiếu. Ben cũng không truy cứu chuyện cũ, bởi anh nghĩ nhờ có chuyện bị bỏ ngoài đảo hoang, anh mới có thể gặp được người vợ xinh đẹp của mình. Tuy nhiên, người đã hãm hại Ben bỏ anh ngoài hoang đảo thấy vậy thì vô cùng ghen tức. Biết chuyện Ben đã gặp được nàng tiên xinh đẹp như thế nào, anh ta chờ đến mùa đông năm sau, một mình ở lại đảo, những mong tìm được vợ tiên. Nhưng ác giả ác báo, các vị tiên mùa đông ấy đã không ghé lại đảo. Thay vào đó là một đám quỷ dữ hung tợn. Chúng bắt lấy kẻ mưu mô hại bạn mang theo về địa ngục. Thật là đáng đời cho kẻ tham lam, độc ác. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.